rồi hướng hai ngón tay trỏ giữa hướng lên trên, hai ngón trỏ giữa hướng xuống dưới ở phía sau. Namaste. Chào bạn, cùng với Tuệ Giang bước vào một ngày mới, một bài tập yoga cho sức khỏe vững bền. Nào, bây giờ trở về thảm và luyện tập với Tuệ Giang bạn nhé. Những bài tập cho người mới bắt đầu, chúng ta sẽ nâng dần trình độ của mình lên. Với những bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm cho cơ thể của mình trở nên vững chắc hơn. Bây giờ bạn hãy đứng, hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay của bạn buông xuôi theo thân, hướng lòng bàn tay về phía trước. Từ đây, đưa tay phải vươn lên ở hơi hít vào. Hướng tay phải qua bên trái, từ từ thở ra. Nhẹ nhàng vươn tay trái ở hơi hít vào, nâng lên. Đưa tay trái qua bên phải, thở ra nào. Tiếp tục với tay phải, hít vào thật sâu. Vươn cao lên, đưa sang bên trái, thở ra nào. Tay trái hít thật sâu, bạn nươn lên, vươn lên cao. Đưa sang bên phải, thở ra nào. Từ đây, hai tay vươn lên, hít vào một hơi thật sâu. Vươn dài các đốt sống của bạn lên. Thở ra, bạn gập thân người tại khớp háng. Vươn dài các đốt sống, hạ bàn tay xuống thảm. Hít vào, bạn nâng nửa thân người, duỗi dài cột sống. Từ từ thở ra, bạn trùng gối, gập sâu thân người. Từ đây, hít sâu, bạn chống 10 đầu ngón tay, bước chân phải dài ra phía sau. Thở ra, bạn hạ đầu gối phải xuống thảm và duỗi mũi chân bên phải. Hai tay thu về gần thân người, hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng hông của mình lên xíu ha. Thả chìm hai vai xuống, cảm nhận sự vững chắc trên chân trái. Hít thở đều, thả mềm hai đầu vai xuống, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Cảm nhận toàn bộ vùng cơ gập hông chân phải đang được kéo giãn ra. Thật chậm, thở ra, bạn hạ chìm khớp háng và hạ hai tay trở về thảm. Thở hết ra, bạn duỗi gối chân trái, đẩy hông ra phía sau, nhấc bàn chân trái lên, cuộn xương cụt hướng lên trần nhà. Từ đây, thật chậm, hít vào, bạn đẩy chân trái trở về, chống ức bàn chân phải, hạ hai bàn tay xuống thảm. Thở ra, bạn nâng gối phải lên, bước chân trái trở về sau cùng chân phải. Nhấn bàn tay xuống, bạn đẩy mông hướng lên bầu trời. Trở về trong tư thế đi bộ và thả lỏng cơ thể. Cảm nhận cơ thể đang được đảo chiều trong không gian. Cảm nhận sự căng giãn toàn bộ mặt sau phía thân người. Sau một vài nhịp đi bộ, bạn cảm nhận sự giãn và thả lỏng nhiều hơn. Từ đây, thật chậm, hít vào thật sâu, bạn lướt chân phải nâng lên. Từ từ thở ra, bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Bạn hạ đầu gối trái xuống thảm, duỗi mũi bàn chân trái, chống 10 đầu ngón tay, nâng ngực vươn cằm. Thật chậm, hít vào một hơi thật sâu, từ từ bạn nâng thân người, vươn hai cánh tay và hơi nâng hông lên, vươn cao lên nào. Thả chìm hai vai, mắt nhìn về phía trước tại một điểm. Cảm nhận cơ gập hông chân trái đang được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, thả lỏng nào. 4, thả lỏng tay. 3, 2, 1. Từ từ hạ chìm khớp háng bên trái. Thở ra, bạn hạ bàn tay trở về thảm. Thở hết ra, bạn duỗi gối chân phải, rồi đẩy hông ra phía sau. Nâng bàn chân phải lên, chìm hai cùi trỏ tay xuống, cuộn xương cụt hướng lên trần nhà. Cảm nhận toàn bộ cơ đùi sau chân phải đang được kéo giãn.
vững chắc trên chân phải, hít vào một hơi từ từ đẩy gối phải về phía trước. Hạ chìm khớp háng. Chậm rãi hạ hai bàn tay xuống thảm. Thở ra, bạn chống ức bàn chân trái, nâng gối trái lên, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên trần nhà. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu, bạn đẩy người về phía trước trong tư thế plank. Bước hai chân ra phía sau nửa bước chân. Cảm nhận sự vững chắc từ bàn tay bám chắc xuống thảm, ức bàn chân bám chắc xuống thảm. Từ từ thở ra, bạn di chuyển hai tay về gần chân. Thật chậm, hít thật sâu, bạn tiếp tục nâng nửa thân người, duỗi dài các đốt sống, đưa hai tay lên vùng hông. Mềm mại thở ra, duỗi ngực, vươn cằm, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Hít vào một hơi thật sâu, bạn vươn cánh tay phải, nâng lên áp tai nào. Từ từ thở ra, đưa tay phải ra phía sau hông. Hít vào, bạn vươn cánh tay trái áp tai. Rất tốt. Từ từ thở ra, đưa tay trái ra phía sau hông. Từ đây thật chậm, hít vào, bạn vươn hai cánh tay nâng thân người lên. Từ từ thở ra, hạ tay hướng xuống thảm, gập thân người tại khớp háng, di chuyển hai tay về phía trước. Cảm nhận sự vững chắc từ lòng bàn tay. Hít vào một hơi thật sâu, bạn hạ chìm hông hướng xuống thảm. Thở ra, duỗi mũi chân. Rồi từ từ hít vào, bạn đẩy ngực vươn cằm. Chậm rãi thở ra, nâng hông lên. Chống ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Đưa ý thức về chân bên trái. Hít vào, bạn lướt chân trái nâng lên. Thở ra, bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái. Xoay mũi chân phải, vững chắc trên bàn chân trái thật chậm. Hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người lên. Mắt nhìn về phía trước tại một điểm. Thở ra, đưa hai tay ra phía sau hông. Đan tay vào nhau, cuộn một vòng vai. Hít vào, bạn đẩy cánh tay ra xa phía cột sống. Từ từ thở ra, bạn gập thân người hướng xuống thảm. Hướng đỉnh đầu, chúc xuống thảm. Đẩy cánh tay hướng lên trần nhà. Cảm nhận sự vững chắc và vững bền toàn bộ phần thân trên, thân giữa. Vững bền toàn bộ hai bàn chân áp chắc xuống thảm. Thật chậm, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra nào. Một hơi thở nữa, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Thở hết ra. Từ đây vững chắc trên chân trái thật chậm. Hít vào một hơi thật sâu. Bạn từ từ nâng thân người, vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra, bạn xoay người sang bên phải. Hai tay sang ngang. Rồi hướng hai ngón tay trỏ giữa hướng lên trên. Hai ngón trỏ giữa hướng xuống dưới ở phía sau. Hít vào, bạn đổ người về phía trước. Thở ra, xoay ngửa bàn tay hướng lên bầu trời, vươn cánh tay trái áp tai. Hít vào một hơi thật sâu, bạn tiếp tục xoay ngửa bàn tay hướng về phía trước, rồi hướng hai ngón tay hướng lên trên. Thở ra, tiếp tục ngửa bàn tay hướng lên bầu trời, đổ thân người sang bên phải. Xoay vai trái, hít vào, bạn hạ tay trái xuống thảm. Thở ra, bạn vươn cánh tay trái, phải áp tai nào. Rất tốt, từ từ hạ tay phải trở về thảm, xoay mũi chân phải. Hít vào một hơi thật sâu, chống 10 đầu ngón tay, nâng hai tay và thân người vươn lên. Cảm nhận sự vững chắc, từ từ thở ra, bạn đổ thân người về phía trước một góc 45 độ, duỗi dài các đốt sống. Cảm nhận sự vững chắc giữa bàn chân trái. Hít vào một hơi thật sâu, vươn cánh tay phải và thân người vươn lên. Tay trái đặt sau đùi phải.
Từ từ thở ra, bạn ngả người ra phía sau, cuộn xương cụt hướng về rốn. Rồi từ đây hít vào, bạn vươn hai cánh tay nâng lên. Từ từ thở ra, hạ hai tay trở về thảm. Thở hết ra, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, rồi từ từ đẩy mông hướng lên bầu trời. Đưa ý thức về chân bên phải, hít thật sâu, bạn lướt chân phải nâng lên. Thở ra, từ từ bưa chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Vững chắc trên chân phải, xoay mũi chân bên trái thật chậm, hai tay vươn lên, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra, đưa hai tay ra phía sau lưng, đan tay vào nhau, hít vào, bạn cuộn một vòng vai. Từ từ thở ra, bạn đổ thân người về phía trước, rồi chiếc đỉnh đầu hướng xuống thảm, đẩy hai tay hướng lên trần nhà. Cảm nhận sự vững chắc ở bàn chân bên phải, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn từ từ nâng thân người, tách hai bàn tay vươn lên. Thở ra, xoay người qua bên trái, hai tay sang ngang. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, đưa tay trái ra phía sau đùi trái, vươn cánh tay phải áp tay. Hít vào, đưa hai tay sang ngang. Từ từ thở ra, hai ngón trỏ giữa, bạn đưa lên bên phải. Bên trái đưa xuống dưới, đổ thân người xuống bên phải. Hít vào một hơi, bạn xoay bàn tay phải, đặt tay trái lên đùi trái. Thở ra, bạn vươn cánh tay phải áp tải. Rồi từ đây xoay vai phải, hít vào, bạn hạ năm đầu ngón tay phải xuống thảm, vươn cánh tay trái nâng lên. Thở ra, đưa tay trái áp tay. Xoay vai trái, hít vào một hơi tại đây, hạ tay trái xuống thảm, xoay mũi chân trái, thở ra, hạ hai bàn tay, bước chân phải trở về sau cùng chân trái. Đẩy mông hướng lên bầu trời cho rằng. Nhẹ nhàng hít vào, bạn hạ hai gối trở về thảm trong tư thế cái bàn, duỗi hai mũi chân. Thở ra, bạn đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn. Thật chậm, hít thật sâu, bạn quấn xương cụt hướng nâng lên, chống nhẹ thắt lưng, rút rốn mở vai duỗi ngực, kỳ vai xa tay. Từ từ thở ra, quấn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn tròn các đốt sống đầy gù lưng trên lên, cằm thu về cổ, rút rốn vào. Lần hai, hít vào thật sâu. Rất tuyệt vời. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, bạn thở hết ra. Hai lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, và thở hết ra đi nào. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Cảm nhận độ vững chắc ở phần trụ tứ chi. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Rồi từ đây, hít vào một hơi, bạn hạ mông trở về thảm. Từ từ thở ra, hạ vai, hạ cánh tay, duỗi dài các đốt sống, hạ trán mũi xuống thảm. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Từ từ đưa hai tay đan vào nhau. Sau đó bạn xoay cổ tay. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây,
thu hai tay về gần gối, thật chậm, chống bàn tay. Hít vào, từ từ bạn nâng thân người vươn lên. À, thở ra, bạn tách rộng hai gối sang hai bên cho Giang như thế này. Tay phải đưa ra phía sau mông phải, nhấn lực về bàn tay phải. Ngửa lòng bàn tay trái trên đùi trái. Hít vào, bạn đẩy ngực, xoay vai trái, đẩy hông, nâng lên. Từ từ thở ra, xoay vai trái và hạ mông trở về gót chân. Đưa tay trái ra phía sau, hạ xuống thảm, ngửa lòng bàn tay phải trên đùi phải. Hít vào, đẩy ngực, xoay vai phải, đẩy hông, nâng thân người lên. Từ từ thở ra, xoay vai phải và hạ mông trở về gót chân. Lần 2, hít sâu, lướt cánh tay trái, đẩy hông, nâng thân người lên, hít thật sâu nào. Tốt. Xoay vai trái, từ từ thở ra, hạ mông trở về gót chân. Hạ tay trái trở về thảm, thật chậm, xoay vai phải, hít vào, bạn đẩy hông, nâng thân người lên. Mềm mại thở ra, xoay vai phải và hạ mông trở về gót chân. Từ đây, bạn hạ mông trở về thảm, hít vào, bạn duỗi hai gối về phía trước cho Giang. Hai chân mở rộng bằng 2 mét thảm. Từ đây, hít vào, bạn vươn hai cánh tay nâng lên. Từ từ thở ra, bạn gập hai tay và thân người hướng xuống chân phải. Chìm sâu hai cánh tay xuống, chìm sâu vai xuống, khép cằm lại. Cảm nhận toàn bộ cơ đùi sau, vùng hông và lưng dưới được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, bạn vươn thân người, nâng lên. Gập thân người xuống chân trái, thở ra, hạ bàn tay trở về thảm. Thở hết ra, khép cằm thu về cổ, gập sâu thân người xuống. Cảm nhận cơ đùi sau, chân trái hít vào toàn bộ vùng hông, lưng dưới được kéo giãn. Thật chậm hít vào, bạn từ từ vươn cánh tay và thân người nâng lên. Thở ra, bạn hạ hai tay trở về thẳng. Rồi từ đây, bạn có thể thu hai chân trở về. Hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu. Thở ra, xoay người qua bên phải, đưa tay trái qua đầu gối phải. Áp lòng bàn tay trái qua mông phải. Xoay tay phải ra phía sau. Thở ra, xoay cằm hướng vai phải. Cảm nhận cột sống được vặn xoắn. Từ đây, hít vào, bạn vươn hai tay nâng lên. Một lần nữa thở ra, tay phải qua đầu gối trái, áp lòng bàn tay phải vào mông trái. Bạn xoay vai trái, hạ tay trái ra phía sau. Cảm nhận các đốt sống được vặn xoắn. Mở ngực trái nhiều hơn. Rồi thật chậm, hít vào, bạn vươn hai tay nâng lên. Và thở ra, hạ hai chân sang hai bên, khép hai bàn chân, thu về gần khớp háng, lòng bàn chân áp sát vào nhau. Hai tay bạn đan vào nhau, ôm hai bàn chân, thu sát về. Nhích nhẹ hai mông, chúng ta sẽ tăng thêm sức khỏe cho sự vững bền, toàn bộ vùng hông và khớp háng. Chậm rãi, hít thật sâu, bạn nâng hai gối lên, đẩy ngực, vươn cằm. Từ từ thở ra, hạ chìm hai gối. Gập sâu thân người hướng xuống thảm. Thở hết ra, duỗi dài các đốt sống, khép cằm thu về cổ. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. Cảm nhận toàn bộ vùng hông, khớp háng đang được căng căng, giãn giãn. Thả lỏng vai và toàn bộ khuôn mặt. Hít thở đều, bạn giữ nào. 5 4 3 2, 1 và thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng lên. Thở ra, bạn thu hai chân trở về trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay thả lỏng đặt trên gối, thả mềm hai vai. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng tâm trí. Cảm nhận sự ngồi vững vàng trên hai xương ngồi. Khi xương ngồi được ngồi chắc xuống thảm, bạn nhận toàn bộ nguồn năng lượng từ bên trong cơ thể chảy dài trong các đốt sống. Thả mềm hai vai và thả lỏng các bó cơ xung quanh hông, lưng. Cảm nhận thân trên, thân giữa và thân dưới đang được thả lỏng.
Từ đây, nhẹ nhàng đưa hai tay chắp lại phía trước ngực. Xoa nóng đôi bàn tay, xoa thật nóng lên nào, nóng hơn chút nữa. Sau đó nhẹ nhàng đưa hai tay áp về phía mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Cảm nhận sức khỏe vững bền từ chính đôi mắt của bạn. Cảm nhận sự ấm áp từ chính đôi bàn tay. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba. Nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương. Và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Giang. Bài tập ngày hôm nay, yoga cho người mới bắt đầu, yoga cho sức khỏe vững bền là một bài tập tuyệt vời dành cho bạn để bạn có thể cảm nhận sâu hơn sự vững chắc từ chính bàn chân hay từ chính trong cơ thể bạn, hay giữ thăng bằng để cho mình được cái sức mạnh từ bên trong. Hãy nhớ lưu bài tập này lại và luyện tập hàng ngày, có thể chia sẻ tới những người xung quanh. Đừng quên đăng ký kênh để mỗi khi Giang lên video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.